Vâng, xin chào tất cả các bạn. Nay Zendep sẽ chia sẻ với các bạn chúng ta xử lý form với PHP. Thì đây mình có một cái yêu cầu như này, là chúng ta sẽ dùng PHP để viết một cái chương trình gửi nhận dữ liệu form gửi đến bằng phương thức post. Thông tin gồm có tên bài hát, ca sĩ, nhạc sĩ, thể loại, file MP3, MP4. Dữ liệu nhận được thì hãy in ra màn hình. Thì đây mình đã làm sẵn cái demo, ví dụ như là bài hát là có gì phải hốt này, ca sĩ ABC này, nhạc sĩ ABC này, lại ca nhạc chẳng hạn. Thì file MP3 ở đây, MP4 đây. Thì ở đây thì mình cho nhập, ví dụ như bạn có một cái link MP3, MP4 thì bạn nhập từ Google Drive đúng không? Hoặc là từ file media thì các bạn paste đây, thì xong đó mình lưu. Đấy, giả sử cái trường hợp của mình là đây, mình làm đơn giản là cho nhập cái tên file thôi. Nhập cái tên file MP3, MP4 thôi. Còn ví dụ thực tế thì có thể là như của mình vừa rồi thì cũng vẫn giải quyết được bài toán đúng không? Mình upload cái file MP3, MP4 lên Google Drive hay là media share, app share các kiểu đấy. Hoặc là các bạn ở chỗ này mình sẽ làm cái thẻ input file, dạng file để upload từ máy tính lên, từ local lên đúng không? Đấy thì mình ấn lưu, đúng không? Mình ấn lưu là lưu thì nó sẽ hiển thị ra cái thông tin này, thông tin bạn vừa nhập gồm có tên bài hát này, ca sĩ này, nhạc sĩ đúng không? File MP3, MP4 là mình vừa lấy được từ cái form đấy. Thì trước đấy thì mình cũng có chia sẻ với các bạn là về một cái là thẻ form mình sử dụng khi nào. Thì thẻ form mình có hai cái phương thức là post này và get đúng không? Get thì nó sẽ đẩy biến của chúng ta, variable nó sẽ lên cái URL trên này. Đấy, thì các bạn có thể xem cái video trước của mình hoặc là các bạn kích vào link demo ở đây. Đấy, thì nó cũng có sẵn cái phần chuộc ở đây sẵn bên này và cái giao diện demo bên này để cho các bạn tham khảo. Thì với cái yêu cầu bài toán này thì các bạn có thể là tham khảo cái bài viết trước của mình thì cũng có giải quyết được khoảng 50% cái công việc là chúng ta thiết kế được cái form. Đấy, đúng không? Thì mình không dài dòng nữa thì chúng ta bắt đầu vào xử lý cái yêu cầu bài này. Thì đầu tiên thì mình sử dụng đây mình sẽ sử dụng SAM server. Thì mình cần tạo một cái project ở trong thư mục htdoc, ví dụ mình tên là bài tập. Thì mình sẽ mở cái folder này lên bằng Visual Studio Code, hoặc là các bạn cũng có thể dùng Notepad cộng hoặc một cái chương trình soạn thảo khác như là PHP Storm, một cái IDE như là PHP Storm để các bạn viết chương trình. Hoặc như mình thì mình hay dùng cái Visual Studio Code này, nó free và hỗ trợ khá là nhiều. Đấy, thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái file. Đây mình mở cái này lên. Trước tiên mình mở bằng Visual Studio Code. Cái project bằng cái command line thôi. Đấy. Hoặc là các bạn chọn open vào đây. File open này để mình chọn đến cái thư mục đó, cái project của mình. Đấy, thì cái đây cái file index thì mình đã chạy rồi. Hôm nay mình đã chạy lên cho các bạn xem rồi. Mình tạo ra một cái file là index 2 chẳng hạn. index2.php để chúng ta bắt đầu giải quyết bài toán đúng không? Trước tiên thì các bạn khai báo cái file HTML. Trong này mình sẽ tạo ra cái thẻ form đúng không? Method bằng post, cái yêu cầu là post nên mình sẽ phải đặt cái form method bằng post. Không thể này mình sẽ tạo ra cái input đúng không? Search tên bài hát. Thank you.
mình xin phép mình mở bằng cái notepad cộng cộng để mình gõ được tiếng Việt. Cái kia của mình nó đang lỗi sao nó không gõ được tiếng Việt. Mình có một cái button đúng không? Lại nó là button. Nên lưu ạ. Và lưu mình sẽ bằng lưu. Bây giờ mình sẽ chạy lên ở trên cái browser. Chạy lên. Mình đây sửa thành localhost này, project này, index 2 này, file index 2 đúng không? Đấy, thì nó đã lên nó sẽ có như thế này. Đó. Về mình chưa CSS đúng không? Chưa CSS thì nó ngắm bị dàn ra như thế này. Thì bây giờ mình bổ sung một chút CSS nhá. Đấy, thì CSS thì các bạn có thể tạo ra file riêng hoặc là mình dùng cái style luôn ở trên này. Đấy, mình dùng một cái deep để bo này. Wrap. Bo lại cái khối này. Okay. 600 pixel. Có 1 2 3 2 2 2 3 từ. Ba tờ thôi. Viết được ba tờ. Để nó ra giữa. Rồi đi nó lại. Để cái này nó ra giữa. Cái margin có thể là mình viết sai. Các bạn có thể inspect lên. Inspect để mình CSS trước ở trên này mình chỉnh được nó này. Margin. Đấy thì nó ra giữa như này. Đấy, thì để ra giữa. Tiếp đến thì mình cho mấy những cái input này nó xuống dòng thôi. Thì đây mình CSS thì nó sẽ hơi mất thời gian nên là mình bài hôm nay thì mình không thiên về xử lý CSS nên là mình sẽ chỉ làm đơn giản thôi để trông nó gọn gàng một chút là được, và chủ yếu mình xử lý với PHP đúng không? Đấy, thì nó ra như thế này rồi. Thì ở đây thì mình sẽ có một cái PHP đúng không? Mình kiểm tra. Mình kiểm tra. If nếu post nếu tồn tại post thì mình sẽ in thông tin mà mình vừa lấy được đúng không? Ngược lại thì mình sẽ in ra cái form này. Ở đây các bạn đóng cái thẻ form này giúp mình. And if đây thì mình để đẩy nó vào trong cái graph này một chút nhá, thì để cho nó mình in ra ấy. Mình in ra thì nó sẽ nằm ở giữa, mình muốn nó ra giữa màn hình thì cái graph này nó sẽ căn cho mình nó rộng khoảng 600 pixel và nó ra giữa. Thì ở đây mình sẽ lấy được tên bài hát này, biến tên bài hát đúng không? Mình lấy bằng post.
Đây các bạn truyền vào tên này, name của input này. Đó. Đấy, nhiều bạn cũng không hiểu chỗ này này. Đó, mình đã copy paste cho nó nhanh thôi. Xong rồi cái gì đó luôn. Ca sĩ này. Biến ca sĩ, biến nhạc sĩ này. Nhạc sĩ này. Thể loại này. MP3 này. MP4 này. Đây mình sẽ in ra đúng không? Mình echo ra, in thì mình có thể echo ra. Echo. H2. Thông tin bạn vừa nhập đó. Tiếp đến là các cái thông tin mình nhập vào trên thôi. Thì mình chuyển sang cái thẻ P. Thẻ P ở đây mục đích là của mình để nó xuống dòng của các bạn đấy. Thì cái P nó là văn bản mà. Đây là tên bài hát đúng không? Xây dựng xong. Đấy. Giờ mình reload lại. Đấy. Bây giờ mình nhập tên bài hát này, nhạc sĩ này, ABC 123 gì đó, MP3, MP4 này, MP3 mình nhập cho nó tên nó khác cái khi nãy một tí đấy, các bạn thấy là có sự khác biệt. Bây giờ mình ấn button lưu đúng không? Lưu. Lưu nó chưa work à? Button à, đây toai cái chỗ này thì bạn phải đẩy thành submit thì kích click nó mới submit form à. Để mình đi loan lại nhé, trả hôn là ABC 123 để loại ca nhạc đó 123 à, đợi mình nhập, ví dụ mình nhập này, bây giờ các bạn submit này. Đấy. Submit thì nó sẽ đây cái thông tin mình vừa nhập đây nó bị lỗi ở cái chỗ tên bài hát này, tên bài hát đây à, chỗ này mình biến đô la nhé, bị viết sai này à, bị lỗi chỗ này này. À, thì bây giờ sang bên chuyển thì các bạn reload lại. Reload thì nó vẫn submit cái form vừa rồi thôi. Đấy, đây là cái thông tin mình vừa nhập này. Đấy. Thì bài toán của mình đã được giải quyết đúng không ạ? Còn bởi vì cái thời hạn thời gian nó có hạn, nếu mà CSS giống như là cái file ban đầu của mình này. Đấy, thì nó sẽ mất thời gian hơn. Sẽ mất thời gian hơn vì mình có một chút cái CSS ở đây trông cho nó bắt mắt hơn một chút đúng không ạ? Nó bắt mắt hơn một chút. Còn yêu cầu bài toán thì của mình như vừa rồi là mình đã giải quyết được bài toán rồi. Đó. Đây. Bài gì hot? Mình vỗ ca sĩ. Ca sĩ gì ta? Sơn Tùng MTP nhỉ? TP rồi. Sơn Tùng. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn à, ví dụ thế. Thể loại yêu thích à, thì tùy các bạn nhập thôi. Đây là file mp3. Đấy thì như mình nói thì
Thực tế thì những cái chỗ như thế này thì có thể là cho người dùng người ta upload file hoặc là nhúng link với cái trường hợp mà mình nhúng link từ Google Drive hay là App Store rồi các kiểu đấy thì nhúng từ một cái khác thì mình cứ nhập link như là được, là nhập như thế này là đã giải quyết được bài toán rồi. Đấy, còn nếu mà các bạn muốn thì sau mình sẽ các bạn muốn có yêu cầu thì mình sẽ làm thêm cái video và chúng ta upload file với MP3 mà muốn nó là file để xử lý sâu hơn. Còn video này thì mình xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thì file này nó hoàn chỉnh hơn thì mình sẽ up lên cái demo ở trên cái blog của mình. Thì các bạn có thể theo dõi ở đó và có thể tải xuống. Nói dài quá nhỉ. Một lần nữa xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.